trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Xin được chào các vị ban giám khảo cũng như là tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Em là Trent from K-Ride và người ta biết đến em là Hoàng Tử Lộc Viên. Cho em xin cái sự được. Năm của tin này đến mức mà ta đã không chờ mát. Yeah, ta chỉ mong được rap cứ bỏ hết cả những bộ một cú vừa trong giọt giác. Oh, năm đang trông tần khác, anh sẽ không được quan tâm nữa, em không nhập tác. Về bên ngoài đều rực lửa, nhưng bên trong tìm bát. Vì anh đều đã có đến hát rồi đi, thì trong chiến trang bắt bắt anh chỉ bỏ với các con đầu và lên thành công mình bắt. Tháng ngày anh không tham tiền, anh tham nên tiền thì không tạo nên anh. Tháng ngày anh không tham danh tiếng, đôi khi anh không thích những lời họ đã lên anh. Tháng năm ngày đã tham vọng, trong mục tiêu của anh là tin tập phải xanh. Vươn tay chạm lên tận bầu trời, cổ tay lật bánh như ngôi sao được phải quanh. Tháng năm anh tham vào tự do, anh một chỗ hot spot đã anh quay về bên đường phố này. Tháng năm đã lục thân đằng sau, năm một nữa anh quay treo lại trên bức tường đó này. Anh cũng là con trưng bày, anh tạo sự ảnh hưởng cho tất cả những người đi cùng. Anh không một giây nào ngừng chạy và tất cả danh vọng đã sụp sôi và truy lưu. Xe phía xa ngoài công viên, anh đã nhận ra rap không chỉ có hai phần lead, nó làm để truyền tải thông điệp. Chỉ khi anh bỏ cái tâm và nâng cao cái tâm, anh mới gọi đó là công việc. Đó là lý do khiến anh khác biệt so với phần còn lại của nền công nghiệp. Yo, kỹ ngư không nổi mà dù phát xa 24k, không phải cắt bàn hàng ở bên trong lên từ phát tàng. Anh là câu trả lời của là sân đàn. Yeah, bởi bên ngoài họ đang sân. Anh thì bỏ trốn, anh trốn vào trong vai nhà của anh. Em đang sợ đám mây không tìm anh mà đường lối. Em trốn vào trong khu nhà xa như là gió. Em là một bảo vật mấy chân xin biển lớn. Em là một bảo vật cả gia đình là cổ đông. Nhà đầu tư tìm anh họ nói rằng muốn đổ vốn. Và nếu không tìm được họ sẽ tao sẽ cần lơ. Trong gương mà bảo vật trông buồn. Anh hỏi tại sao mày buồn, đây là thứ mày muốn mà. Yên một ngày thì trái đất nhà quay. Nếu mày không còn chạy nó sẽ kéo mày xuống. Anh là một bảo vật duy nhất, là một ướt ở trên mi mắt. Đặt bảo động tình trạng nguy cấp. Họ cảm thấy trong vắng khi anh đi mất. Áng mây cứ trôi lênh đênh giữa trời, giấc mơ này lớn hơn tất cả mọi thứ trên đời. Bốn bước từ mặt kính trong họ nhìn xuyên qua hết rồi, kéo nhau để mà đến xem như những vị khách không mời. Bao lời người nghe lời nhận sẽ thật thù như giông bão cùng mây. Ngày vàng chỉ là ghế ngồi, trái đất vẫn quay ngày cứ trôi. Vì ai đó đã sắp đặt nó như thế rồi. Quá nhỏ. Lời giọng qua thì nhỏ mà. Cái giọng của cái dàn đồng ca nó nhỏ. Thì mình chỉ mà nghĩ là mấy cái bạn quay ha. Rồi đó. Cứ trôi và lênh đênh giữa trời, giấc mơ này lớn hơn tất cả mọi thứ trên đời. Bốn bức tường bằng kính trong họ nhìn xuyên qua hết rồi, kéo nhau để mà đến xem như những vị khách không mời. Bao lời người khen lời nhận xét thật thù.
chỉ là bị môi. Trái đất vẫn quay ngày cứ trôi, vì ai đó đã sắp đặt nó như thế rồi. Check it out. Anh đang vui sẽ có được đi mà anh từng hẹn cái nào. Ai còn nhớ đến khoảng thời gian mà ta từng hơi lao đao. Không sao đâu người anh em ơi, we gonna check you out. I will back and hold you đâu sau đêm để check you down. Thời gian còn chán bên ta và nhiều thứ thích tha trong ta. Phong thu cùng với người thân và nhiều thứ thích tha trong ta. Thời gian cũng cắp mọi nơi có đi xuống một ngôi nhà. 18 ghi trong profile, còn 100 ký từ 100 ha. Dù nó big boy vẫn còn on mà, vẫn còn lem bèm oh na. I'm back for my fan, get cash for my fan, get cash for my gang, get cash for my bang. Bang 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 bang. Đến giờ vẫn còn liền với chắc chắn đang mang. Không ham mấy con chơi để tan hoang. Lớn mình còn cái gì cả một gia đình đi hoang mang. Là bây giờ đừng nói thêm chút nữa khi bỏ qua cái bây giờ. Trân trọng thì cơ giờ nắm chắc và nó tuột tay giờ là mấy giờ chỉ có vẫn rồi mới có thói quen sẽ có mấy cơ hết 4 cơ kết nối vào lúc 4 giờ 28 tuổi ba sẽ đoạn chỉ một lúc bám đuổi tích tắc đồng hồ vẫn cứ quay chưa có dấu hiệu nào gọi là dừng lại. 20 tuổi trắng tay tại sao không có energy để tràn đầy bước họ hết đêm chỉ để viết ra một bài hay mà lóng lúc cứ quên đã quá nhiều về cho ngày hôm nay. Kệ họ đi đó là tư duy mà từ lâu nó phải tập nghỉ. Ơi, mình như thằng tự kỷ đang viết rap mà nhảy rồi hồi giật tay nghe hết vào tai lớn rác mà nghĩ nó co rút mình lại sợ sơ suất mình lại bị nắm đầu tét Em ơi em bà cho anh hỏi đó em đã có người yêu chưa, nếu như chưa thì có em đã có anh. Những cái năm trước thì bọn anh chưa cái thói quen giơ tay lên mà khiến cho tim bọn em nhói lên như ở trên sân khấu như hai cái ngày vừa rồi. Các bạn còn nói là cái động tác giơ tay này của bọn anh là động tác sụp đổ dành cho những người mà đang đi cast như bọn em. Hai ngày mà bọn anh giơ tay hơn 2.000 lần và hàng năm là sẽ có cái ngày hội sụp đổ này được tổ chức thường niên. Các bạn Hà Nội cứ chuẩn bị tinh thần. Yo mọi người, mấy xong nói với em nhỉ? Ê, 20 tuổi và anh nghĩ là anh biết hết. Vẫn còn theo đuổi giấc mơ dù nhiều lần suýt hết. Mẹ anh nói chậm lại nếu không sẽ thảm bại. Nhưng đường sống mà không làm thứ mình muốn thì chân thật thảm hại. Và anh leo đi, phóng vào đó và tăng ga. Em ơi, ngủ ngoan khuya anh về vì tăng ca. Sài Gòn lớn, anh chỉ muốn đợi buồn này hết mau. Con đường này còn dài thì còn thử xem mình đến đâu. Ngày đi làm dậy 8 tiếng nhưng mà đâu sao. Anh chỉ mong đường về này có ai đó kề bên anh. Ngã lưng ra sofa, nghe nhạc của Moza. Nhắm mắt lại một chút để anh thôi nghĩ về cô ta. Ngày đi làm dậy 8 tiếng nhưng mà đâu sao. Anh chỉ mong đường về này có ai đó kề bên anh. Ngã lưng ra sofa, nghe nhạc của Moza. Nhắm mắt lại một chút để anh thôi nghĩ về cô ta. Dạ, yeah, cảm ơn mọi người. Yeah, yeah. One love, one life, baby. Hey baby girl, đang chìm đắm khi thấy đôi mắt em. Vóc dáng thức tha và ngồi mong manh làm anh chìm đắm thêm. Baby you make me crazy, anh muốn yêu em mà shot đi. Vì anh đã biết chìm đắm trong em với những suy tư anh từng có. Anh tự do, anh sẽ làm hết những điều mà anh có. Đến khi cơn mưa kia hết thì anh vẫn còn đứng dưới che cho. Nên em đừng lo nha baby, cứ nhắm mắt lại rồi em sẽ nhận nụ hôn trong tim anh. Có phải là em ngượng không? Yo baby so cute, anh càng may mắn trong em. Em có biết là anh vẫn chờ đợi một lời đồng ý từ em. Hãy chấp nhận đi và hãy cùng anh mình bước cùng nhau vượt qua buồn đau rồi chỉ cần nhau rồi mãi bên lâu tình chỉ làm sao không có buồn rầu. Anh cần em mà lấy đi, cần em đi cùng anh thôi. Không cần những cô gái khác để rồi anh vẫn cô đơn lẻ loi. Tiến thêm một bước hay em muốn bước thêm một tiếng baby. Tiến thêm một bước hay em muốn bước thêm một tiếng baby. Bên anh luôn cho rồi, khi sương san cánh hoa kia đâm chồi. Cho yêu thương trong ta không xa vời, để giờ sau thương đau đớn ta bên nhau không rời. Hay bên anh luôn cho rồi. Cảm ơn mọi người. Em xin tự giới thiệu, em là Lương Nguyễn Quốc Đạt và rap name của em là Đạt Ngầu aka Đạt Đốt. Ok, cho em xin con biết số 4 đi ạ. Đoán xem ai chơi trở lại. Lắng nghe xem ở trong con flow này ai mang hơi thở ngoài. Keep the S to the A, Milo ơi hôm nay anh lỡ dài. Tuyên hơi bé nhưng âm thanh anh mang theo chơi cỡ đại. Anh khiến chúng nó rơi trở lại và xuất phát khiến thẳng tay. Hết tôi rapper mà anh chẳng hay. Nghe tiếng gọi văng vẳng đây. Flow điềm đạm mà nó vẫn bay. Còn có nhiều rapper ghét anh bởi vì đâu có mất mát nào mà chẳng cay. Thế nên là ơi đâu vào đấy, anh nghe từng nhịp đang đi sâu vào gáy. Anh sẽ có MV thôi đi lâu vào nhảy. Mang đi thi on stage, em chỉ có quận 7 mà.
lớn trong hip hop and you know ya, yeah. Lớn trên thế giới like a doll, là doll, là mấy em tiếp gót đi vào show à, thấy anh viết rap như vẽ Mona Lisa, ơi anh hip hop đang ở đâu, đầu dây sẽ lời bên trong máu. Flow anh cứ lướt như là Yes Jewel, vì quen đánh cờ trên sân đấu, thế nên anh chọn lấy cho mình một hình tượng. Xin cảm ơn ạ. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. What's up, what's up? Em xin chào ban giám khảo, chào ban tổ chức, em là Droppy. Chăm nghe không bằng mắt thấy, lửa cháy không thể dập. Không luyện thuyền ba hoa, ai chỉ flex như tường thuật. Ai chỉ phát ra năng lượng này, họ vẫn tìm đến anh như mọi ngày. Cooking hot vẫn là underdog, she make it pop, I make it rain. Không phải gì về khúc núm trước ai cả, với cái lạnh giá, với cái anh thật thà. Hôm nay chắc chắn khác với cả hôm qua đâu, thêm có bốn bánh cho nên hơi chật nhạt. Ai chỉ working so hot, I so hot, cái vài số check, vài số đi từ thiện. Em xin cảm ơn ạ. Ladies and gentlemen, welcome to my world, YWOMG. What? Feel it so dumb, tôi là ai ở nơi đây. Không cần men mà luôn say, giống như my vibe, luôn ở đây và giang tay. It's like in the vibe, it's my vibe. Tháp ba lô đất khang hoàng, bay ở đây thì vẫn mang bỏ đôi dép ra chợ làng, lầm lầm lôi lỗi bên kệ hàng, nhìn trước ngó sau, hình như đâu có ai nhìn mình đâu, nhắm mắt hít sâu. Ôm con gà cắm đầu chạy, không dám hóa là đằng sau. Ê, đứng lại, ông đã nói mày đứng lại. Áo trắng, bắt cái thằng mà áo trắng. Trời đất quỷ thằng ơi, sao nó chạy nhanh dữ dàng vậy hả? Đứng lại. OV3, let's get it. G. Anh sống thật với lòng mình, đừng như bướm đậu bay vô tình. Lúc bình hoa tìm mắt trăng treo, đầy người lúc sướng lúc răng dở. Và nhân sâu uốn khúc, khó thẳng mà cong veo. Thế mắt trăng khuyết đang ta vào bầu trời, từ mở băng tuyết chưa tôi vào màu đời. Cái cách suối bời đan xen, lòng mình đố kỵ hôm hèm. Miệng thì dối trá, tin nhau rồi đấu đá. Bằng mặt không bằng lòng, anh cảm thấy không quen. Thằng ngoài 30 không việc làm, người thành con rối của tiền bạc. Thằng thì cô đơn nó cần thêm với người bạn. Chọn vẹn những đứa trẻ thật hồn nhiên, chỉ nhân công nhân cảm xúc liên hòa. Yeah. Xin được trân trọng và thông báo với xin bước vào cuộc chơi là sẽ cháy ra lửa. Đám đông nhiệt tình là hưởng ứng, ai không hài lòng và khó chịu xin mời bước ra cửa. Anh giữ cho bản thân mình khoanh tâm là tổng xá là việc luôn phải cẩn trọng, không giây phút nào làm ngơ. Tập trung và tăng tốc, lao thẳng với vật đất. Anh chờ hết công suất như đầu máy xe lửa. Anh làm việc cho anh, không bị một ai khác. Phấn đấu đến thành công là chủ đề anh khai thác. Thành niên trai tráng, trăm ngàn điều khó chẳng là chi. Đối diện rồi giải quyết vấn đề, mở rộng đường thẳng để mà đi. Cảm ơn đến là ghi dòng của anh free. I'm pushing free. Không nói về chuyện tương lai hay là mơ mộng ảo, anh lên những kế hoạch. Nếu muốn được sang chương 2 còn bước đi được dài thì phải có những kế sách. Tiếp thu lời dạy từ anh cả, gặp được cái thành quả qua thứ cái từng trải. Chắc bản thân không dừng lại, tiếp tục chơi đi đừng ngại. Để bước tiếp bước cầm mày đứng trên sân khấu, mấy sân thả mấy con flow là sẽ cháy ra lửa. Đám đông nhiệt tình là hưởng ứng, ai không hài lòng và khó chịu xin mày bước ra cửa. Anh tới trong Vion phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.